Dạ, em xin chào quý khách hàng đã quay lại kênh Bất Động Sản Đặc Biệt ngày hôm nay. Lời nói đầu tiên xin kính chúc quý cô chú và anh chị được dồi dào sức khỏe, công việc làm ăn phát tài phát đạt nha. Thì hôm nay gia chủ có gửi anh em một cái căn nhà, vị trí đây rất là đẹp luôn anh chị. Mặt tiền tỉnh lộ 864 luôn chị ơi. Lúc trước là cái đường này là đường quyền lộ 23C, giờ đang lên đường tỉnh lộ 864 anh chị ha. Nhà nước đang làm luôn anh chị ha. Cái hướng này nè, mà đi về thị trấn Chợ Gạo á chị, và cơ quan hành chánh là 5 cây số nha. Đó, mình chạy xe khoảng là 15 phút là tới chị, rất là gần luôn chị ha. Còn cái hướng này đi về chợ Bình Ninh đó chị, ở đó thì có ủy ban rồi trường học luôn, chỉ có là 1 cây số là chị, một vị trí cực kỳ đẹp luôn ha. Về đây con cái mình đi học rất là gần luôn nha chị. Với ngang diện tích căn nhà vườn của mình á là 15, chiều sâu là 48 nha, lên tổng tích là 534 m² anh chị. Lúc trước thì đường lộ đây là đường nhỏ, giờ lên tỉnh lộ thì bị dướng cái lấy gọng ra, nên còn diện tích trên sổ mình đó là khoảng là 473 m² anh chị ha. Đó, em nói rất là cụ thể chi tiết cho cô chú và anh chị nắm rõ ha. Tại lộ giới lấy ra gọng đường anh chị nha, nên cái căn nhà và đất mình đó là nên bị mất đất nha anh chị ha, khoảng là 60,8 m². Căn nhà của mình á thì đất lâu năm chưa có thổ cư nha chị. Vị trí đây là nằm hướng bắc nha. Và cái hướng ngược lại thì mình liên thông về Gò Công Tây, rồi về bến phà Bình Ninh, về Quý Bang, đi hướng này chị ha. Đường này liên thông ra đường tỉnh lộ 807 á chị, ra trái là ra quốc lộ 50. Làm chạy xe khoảng là 12 phút là tới chị ha. Cái đường rất là rộng chị thấy không? Nhà nước đang mở rộng luôn. Mở rộng ra cái đường này là 17 mét nha chị. Rất là rộng rãi luôn nha. Từ vị trí căn nhà vườn của mình đó chị, đi về thành phố Mỹ Tho là 22 km nha chị. Còn cách ở thành phố Hồ Chí Minh tính từ bến xe miền Tây là 69 km nha. Đường cho xe ô tô, xe tải, xe công mình chạy luôn anh chị ha, rất là rộng rãi luôn. Địa chỉ cái căn nhà vườn của mình là ở ấp Bình Hưng Thượng, xã Bình Ninh, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Rồi, không để mất thời gian của quý khách hàng nữa, em sẽ chỉ ranh giới căn nhà cho mình nắm nha. Đây anh chị không, nhà sát sát nhau không anh chị ơi? Đây, cái ranh từ vị trí ở bên tay phải nè chị, giáp anh đi cái nhà kế bên ha, đây bên tay phải đây anh chị ha. Đó, và bên tay trái mình là 15 mét anh chị ơi. Nhưng mà vô 15 mét là bắt đầu là bị tớp hậu anh chị ha, còn 9 mét thôi. Đó, từ 9 mét là thẳng ra phía sau đất luôn, là phía sau đất và căn nhà mình là 9 mét nha anh chị. Đó, nó rất là cụ thể chi tiết cho cô chú và anh chị mình nắm rõ nha. Ở lộ giới thì từ chỗ vị trí đứng nè, vô bên trong là 15 mét anh chị. Lúc trước lộ giới nó thấp tại vì do đường quyền lộ 23C, giờ là cập nhật là đường tỉnh lộ 864 nên lộ giới là 15 mét nha. Thì hiện tại có sổ sẵn rồi, mình có thể mình mua là mình ra công chứng liền trong ngày luôn chị ha. Đã mất thời gian chạy xa hay là công việc bận rộn nha anh chị. Đây lấy vô rất là sâu anh chị không? Cái ganh này ganh bên tay trái nè chị. Bên tay trái mình xây đây là gấp ganh luôn chị ha, cái nhà bên tay trái luôn. Đó, về mình kéo hàng rào ở bên tay trái nha chị ha, hiện tại có biết trụ bê tông à. Đó anh chị không, làm rất là cao chị. Nè, cuốn mình rất là cao, mốt cái lộ mình cao tới đây anh chị. Nên mốt là cái sân mình á, mình phải bơm cát anh chị ha, mình làm cái sân lại. Hiện tại thì cái lên tỉnh lộ lên làm rất là cao luôn. Đó, nên sau này là cái sân mình phải cuốn nền, làm cao mới bằng cái đường tỉnh lộ 864 mới được anh chị ha. Lúc trước là quyền lộ thì nó ngang bằng. Đó, giờ anh chị thấy rồi đó, rất là rõ ha. Căn nhà mình nhà gỗ Thái chị ơi. Cái này là giá cũng mềm thôi, chỉ có là 1 tỷ 500 triệu thôi. Sở hữu một căn nhà nằm ở đường tỉnh lộ 864 luôn. Đó, nhà rất là đẹp, được là một phòng khách, 3 phòng ngủ, 1 không gian giải trí, phía sau nhà tắm, nhà vệ sinh riêng biệt, và không gian cuối cùng là không gian bếp nấu ăn nha chị ha. Đây, chị thấy mấy cô bé nào móc anh chị không? Đó, mốt đổ nhựa lên tới đây là rất là cao luôn chị thấy không? Nhà thì gia chủ đang ở luôn chị ha. Cái cổng thì đơn giản thôi chị,
tại gia đình cũng khó khăn ha, thì nhà đình cũng không có xe ô tô nữa, nên làm cái cổng thì có 26 27 thôi đó, cộng đơn giản thôi. Về mình có tiền mình điều kiện á thì mình làm cái cổng trước đây nè, để làm cái đường xong á chị ha, mình làm một khung sắt ở đây đó, làm cái cổng lại lớn chị ha, để mình gia đình mình có xe ô tô xe tải gì đó thì mình vô ra vô rất là dễ dàng nha. Đó mình về phải cuốn nền ở trước sân lại chị ha. So với lúc trước ở đường quyện lộ 23C á thì nó bằng, giờ là lên tỉnh lộ 864 á thì rất là cao chị, cái lộ rất là cao nha. Nhà thì còn mới tinh luôn chị ha, nhà đang ở mà đã lót nền ốp gạch lên tới trần luôn chị ha. Cái sân đây đó thì gia chủ mới bơm cát rồi đó, về mình làm bằng thẳng lại, mình đổ bê tông đây chị ha, rồi làm máy tiệt chế cho nó mát cái sân mình. Nếu mình có xe ô tô xe tải nữa tiện nữa cho nó mát ha. Đây 15m vô tới đây anh chị đó, anh chị không, tới đây thì bắt đầu tớp nè chị không đó, tớp lại còn 9m thôi, thẳng ra phía sau anh chị ha. Nó quay rất là cụ thể chi tiết cho cô chú và anh chị nắm rõ cái căn nhà vườn này để mình mua anh chị ha. Thì đây thì gia chủ trồng một số cây trái ít thôi, không có nhiều, tại đất mình ít mà anh chị, như là ở trước sân thì có mây vàng nè, rồi mây chính thủy nè, bông sứ nè, rồi bông giấy nè, và có một số cây trái như là bưởi, rồi phía sau là dừa mít anh chị ha. Mỗi thứ có vài cây thôi, không có nhiều anh chị, tại vì đất cũng ít mà. Đây đó, nhà kế bên này đã xây gạch lên là 1m2 kéo lưới rồi anh chị ha. Đây có bưởi đang cho trái ha. Đây có lối ra phía sau nhà để mấy xe cộ phía sau anh chị. Đây có nền nhà cho không, gặp rất là cao luôn đó. Rất là cao, rất là thoáng luôn anh chị ha. Đây ở trước anh chị thấy không, gia chủ làm rất là kỹ luôn, ốp gạch lên tới trần la phong luôn chị ha. Cửa đây là phòng khách là cửa bằng gỗ chị ha, gỗ đỏ chị. Đây bên trong phòng khách đây, bên trái nè chị không, và bên phải đều có cái không gian cửa sổ cực kỳ lớn luôn chị ha. Đó, mình mở cửa sổ rồi cho thông thoáng không gian căn nhà của mình anh chị. Em thấy nhà mà thiết kế cửa sổ rộng em thấy thích lắm chị ơi. Đó, thứ nhất là mình thông thoáng không gian căn nhà mình. Đó, có lối ra phía sau nhà chị không, rất là rộng luôn. Đó, gần 3m anh chị. Bên trong căn nhà thì gia chủ chị là ốp gạch tường là 1m8 nha anh chị. Đây nhà rất là rộng, rất là thoáng luôn, dành cho cô chú anh chị nào con cháu đông ha, về đây ở rất là tiện, và mình có thể mình kinh doanh buôn bán luôn, mặt hàng nào cũng được nha, như là bán thuốc tây hay là mở dừa trái cây nè, rồi bán nước, mặt hàng nào cũng được, tại vì căn nhà mình đó là nằm mặt tiền tỉnh lộ 864 nha. Đây bên trong phòng ngủ anh chị ha, đây có tủ quần áo đó, thì mỗi phòng ngủ á đều có cái không gian cửa sổ hết nha anh chị. Đây có máy lạnh luôn chị thấy không, quay rất là kỹ từng chi tiết luôn, coi cho chú anh chị nắm gõ ha, nhiều lúc mình ở xa cũng nắm được cái thông tin chính xác cái căn nhà vườn để mình về đây mình mua mình ở và kinh doanh buôn bán luôn nha anh chị. Đây không gian giải trí chị không, rất là rộng, rất là thoáng luôn anh chị. Còn đây là phòng thứ hai. Đó, phòng thứ hai thì cũng giống như phòng thứ nhất anh chị ha, đó đều có cái giường rồi cửa sổ máy lạnh đầy đủ hết nha. Đó, ba phòng ngủ góc nhau chị ơi. Còn đây là phòng cuối cùng là phòng thứ ba. Đó, phòng thứ ba này đó thì để đồ đạc ở đây chị ha, đó, để quần áo thôi thì không ở. Ba phòng giống nhau chị. Đây cái tủ lạnh to đùng luôn. Đó, bên tay phải mình đây có một cái cửa ra phía sau bên hông nhà chị ha. Căn nhà mình á là phía sau còn khoảng là 7-8m đó chị nha. Đó, đây là cái bức tường phía sau có cái cửa ra phía sau cái miếng đất, nhưng mà do cái chìa khóa này á thì chủ không có đưa cái cửa trước thôi. Đó, em sẽ đi ra phía bên hông ra phía sau đất cũng chỉ ranh giới cuối cùng cho mình nắm rõ cái ranh giới căn nhà vườn mình nha. Đây bên đâu phải mình có chứa một số vật dụng, đây đồ, đây ly chén bát mình chị ha. Còn đây là cái không gian nhà tắm, nhà vệ sinh riêng biệt anh chị. Đây là nhà vệ sinh nè, nhà vệ sinh nhà tắm thì gia chủ đó là ốp gạch lên tới trần luôn nha. Đây là cái gương,
Còn đây là nhà tắm riêng biệt hết đó chị. Qua wow, bên trong nhà tắm thì rất là rộng luôn chị ơi, cũng có bồn sen tắm đầy đủ hết nha anh chị. À, cũng trên có cũng có làm thông gió nè. Còn đây là cái không gian bếp nấu ăn khá là rộng rãi luôn chị, thiết kế hay chữ L luôn chị nha. Ở trên đó thì gia chủ cũng thiết kế là cái mấy cái hộc bằng gỗ chị để nồi ôm trong đó, và ở dưới cũng có một số cửa bằng nhôm đó để chén bát ở dưới nè cho nó gọn gàng chị thấy không. Không gian rất là rộng luôn, đây cũng có cửa sổ nè chị, đây chỗ để cửa chén bát đây, trên cũng có cái kệ ha, đâm ấp trên để cho nó gọn nước nè chị. Rồi em xin mời chị nha, và em sẽ đi ra cái không gian ranh giới cuối cùng của căn nhà mình để mình tham quan nha chị ha. Mình đi vô đây rất là thoải mái chị, rất là rộng, và xung quanh nó thì có cây ăn trái anh chị, nên cái nhà mình nó mát chứ không có nóng anh chị ha. Em sẽ đi ra cái ranh phía sau nha anh chị ha. Đây đi ra lối phía sau đây còn khoảng là 2,5 mét chị, rất là rộng ha. Đó, đây là nhà của người ta đã làm hàng rào rồi, xây gạch lên là 1,2 mét ha. Về phía sau có một số cây trái đây, nếp trước đây cũng có mít nè, đốm bớt đây. Phía sau đây thấy ấy cát cao quá chị, chứ hố thấp nha chị. Đó, có bơm cát phía sau nè, rất là cao luôn. Ở phía sau căn nhà mình đó, đây thì gia chủ có thiết kế một cái bồn mà xây bằng bê tông đó chị, to đùng luôn chị thấy không. Đó. Đây là hứng nước mưa chị thấy không, có cái ống mũ á, đó, hứng nước mưa xuống đây, nhiều lúc mình cúp điện cúp nước đó chị, mình sử dụng trong cái bồn bê tông này chị ha. Ở xung quanh phía sau đây có hàng rào ranh giới hết rồi. Cuối cùng cũng có một cái bồn nữa nè, có hai cái bồn lớn ha. Đây thì trồng có hai cây dừa thôi. Đây là ranh giới cuối cùng của căn nhà và đất của mình anh chị. Đây có cái hàng rào đây là cao là 2 mét anh chị ha. Đây là ranh giới cuối cùng anh chị nha. Ở chỗ cũng cuốn lên nên phía sau mình cao với hóa thấp anh chị. Hai cái dừa nữa xíu à, mới trồng được 2 năm thôi. Rồi đến đây em tạm dừng video ha. Anh chị và cô chú nào quan tâm cái căn nhà nằm ở mặt tiền tỉnh lộ 864 này thì liên hệ với em số thoại màn hình. Bên em có nhân viên dẫn coi trực tiếp và gặp chính chủ để mình thương lượng cái giá hợp lý để mình mua nhanh chị. Em xin nhắc lại cái giá chính chủ ký gửi một lần nữa nha, là 1,5 tỷ thôi. Một vị trí căn nhà ở đây rất là tiện, thứ nhất là mình ở, thứ hai là kinh doanh buôn bán rất là tiện luôn, tại vì vị trí mặt tiền tỉnh lộ 864 rất là sung túc nha anh chị ha, đường đang làm nha chị ha. Đây về chợ qua tiện ích thì chỉ có cây số thôi đó, về này con cái đi học rất là tiện luôn chị ơi. Quý khách hàng cũng đừng quên bấm một like, một chia sẻ, một nút đăng ký giùm mình để tương tác với em, em có động lực quay những video mới tìm đất và nhà giá rẻ, giá đầu tư cho anh chị và cô chú ha. Chân thành cảm ơn rất nhiều. Dạ em xin chào ạ.